Huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh hôm nay cũng đã ghi nhận ca mắc COVID-19. Như vậy, đến nay 8 trên 8 huyện thị thành phố của tỉnh Bắc Ninh đều đã có người mắc COVID-19. Tuy nhiên, ca mắc mới của huyện Gia Bình đã được cách ly trước đó. Đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh Bắc Ninh đã rà soát được 3.586 trường hợp F1, 28.483 trường hợp F2. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã yêu cầu các cơ quan, công sở, doanh nghiệp không trực tiếp sản xuất thực hiện việc cho cán bộ nghỉ luân phiên tối thiểu 50% số cán bộ của cơ quan đơn vị nhưng vẫn phải bảo đảm hoàn thành công việc, tăng cường làm việc trực tuyến trừ những người thuộc bộ phận bắt buộc phải làm việc trực tiếp.